Như vậy là trận đấu đã chính thức được bắt đầu. Trong hiệp một này thì đội tuyển quốc gia Việt Nam sẽ bảo vệ khung thành phía bên trái màn hình quý vị và các bạn. Và xử lý không thành công của Hoàng Đức. Khá hay. Sút bóng rất nguy hiểm. Thanh Bình. Bóng dài lên phía trên dành cho Bùi Vĩ Hảo. Trọng tài đã chỉ tay vào chấm phạt đền. Một tình huống xô từ phía sau của trung vệ Rahul với Bùi Vĩ Hảo. Quế Ngọc Hải và Sinh San Đủ. Không vào! Cú đá quá hiền của Quế Ngọc Hải. Tỷ số vẫn đang là không đều trên sân vận động Thiên Trường. Một cú đặt lòng khá đơn giản. Khá tốt. Châu Ngọc Quang dứt điểm. Không vào! Tô Văn Vũ. Quả tạt quen thuộc. Đánh đầu. Dứt điểm. Vào! 1-0 cho đội tuyển Việt Nam. Cuối cùng thì sau những dàn xếp với một quả đá phạt góc, các học trò của huấn luyện viên Kim Sang Sik đã có thể đưa được bóng vào lưới của đối phương. Một điểm chạm khá nhạy cảm đến từ Quế Ngọc Hải để bóng có thể rơi vào đá xâm nhập cũng như là ra chân của Bùi Vĩ Hảo. Trong một ngày mà chúng ta đang chơi với một đội hình không có tiền đạo mũi nhọn thì những chi tiết như việc các cầu thủ Hoàng Đức rồi Lê Phạm Thành Long sử dụng những tình huống chuyền bóng về phía sau lưng hàng phòng ngự của đội tuyển Ấn Độ là điều dễ hiểu. Nguy hiểm, dứt điểm. Tỷ số là 1-1. Không ai khác cả, đó là Farouk, người đã tạo ra những nguy hiểm đầu tiên của đội tuyển Ấn Độ trong hiệp 1. Và bây giờ thì anh là người đã đưa trận đấu trở lại với thế cân bằng. Đó là một pha bóng mà đội tuyển Ấn Độ họ cũng sử dụng cách chơi giống như đội tuyển Việt Nam. Đội bạn chơi khá lăn xả. Nhưng cơ hội dành cho đội tuyển Việt Nam, Đinh Bắc. Vẫn tiếp tục là Đinh Bắc. Văn Quyết xử lý như thế nào? Nguy hiểm, dứt điểm. Không vào! Phối hợp với Khuất Văn Khang. Và bấm bóng vào trong. Tiến Linh đánh đầu. Văn Quyết đường chuyền hợp lý, dứt điểm. Không vào! Đánh gót của Quang Hải thì nằm ngoài ý đồ của Tô Văn Vũ. Và như vậy là trận đấu đã kết thúc với tỷ số hòa 1-1.